Thì ở đây mình sẽ có cái bài nhập vào một mảng gồm N ký tự ha, và cấp phát bộ nhớ cho mảng, cấp phát bộ nhớ cho mảng, đếm số ký tự là nguyên âm trong bảng chữ cái ha. Thì nguyên âm thì các bạn biết rồi đó, nó là những cái ký tự A, E, U, I, O đúng không bạn? Đó. Rồi. Thì bài đơn giản vậy thôi ha. Nhưng mà các bạn cấp phát cho bộ nhớ cho mảng dùng alloc với thầy ha, kklog với thầy. Rồi. Thì cái kklog nó khác cái malloc ở một cái chỗ rất là nhỏ ha, rất là nhỏ. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ nhờ một bạn làm dùng bài này. Bài này thực ra nó đơn giản ha. Thì các bạn tiến hành làm bài này giúp thầy. Lê Trường Thịnh. Bài này thì khá là đơn giản ha. Ok. Thì cái thư viện này, cái thư viện này. Ok ha. Ok ha. Rồi. Thì bây giờ em hãy đọc với thầy đi. Cái nào cần để, cái nào cần bỏ ha. Này. Giờ là cha, cha sao em? Y với N xuống dòng thành in. Bỏ bỏ vô vậy. Rồi ha. Sửa ma lắp thành ca lắp. Sao thành dấu phẩy. À ok. N phẩy ha, sai óp ha. Ok, gì nữa? Mình bỏ dòng print luôn. Cái này nó còn lỗi nè. À cái in thành cha, hai cái in thành cha. À phải chú ý phải đổi cái ký kiểu dữ liệu chứ. Cái này là mảng ký tự mà, phải đổi cái cha chứ. Rồi. Ha, cái, ok. Cái phần trăm D thành phần trăm C. Ok ha. Rồi. Ok, rồi tiếp tục ha. Thì coi như là quá trình xong cái nhập mảng. Rồi. Thì cái đề yêu cầu là đếm số ký tự là nguyên âm. Rồi dòng làm sao? Hay là thêm biến count để đếm. Biến count. Biến count kiểu kiểu dữ liệu kiểu gì? Kiểu in. À, kiểu số nguyên ha. Biến đếm thì là số nguyên. Ok, đồng ý. Rồi. Thêm vòng lặp for. For. Y bằng 0. Chẳng phải y bé hơn nào. Y cộng cộng. If sao sao a cộng y. À, tức là phần tử ai đúng không? A cộng y. Rồi sao? Bằng 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 ký tự a. Ký tự a ghi sao? Nhí đơn. Ok. Rồi ở đây mình cái đếm số ký tự là nguyên âm ha, nguyên âm, nhưng mà mình xét nguyên âm ký tự thường thôi nha các bạn ha, ký tự thường thôi. Tại vì nếu mà cả thường lẫn hoa thì so sánh nó hơi nhiều. Ký tự thường thôi. Nguyên âm mà dạng là ký tự thường thôi cho nó đỡ. Rồi tiếp gì nữa? Ho. Hoặc ghi sao? Gạch sọc, hai cái gạch sọc. À gạch đứng ha. Đó, hoặc nha các bạn, đúng, chính xác ha. Tức là chỗ này sẽ là kiểm tra phần tử AI có bằng cái ký tự A không, hoặc là AI có bằng những cái ký tự tiếp theo không. Chính xác, dùng thấy cái dấu này thấy đúng đúng rồi đó. Ok. Rồi. Copy cái hàng sau AI
qua lại sao của a cộng y bằng bằng là o ký tự o. Ok, lần lượt mình làm y chang như vậy cho các cái ký tự khác ha. Rồi, chính xác rồi đó, mình thấy đúng đúng rồi đó. 1 2 3 4 5. Rồi. Này sẽ là e u u y y ha. Ok y vậy ha. Biến cao cộng cộng. Chỗ này dài dòng quá thì mình xuống dòng cái. Đó. Thì này xuống dòng thì nó vẫn được nha bạn, nó vẫn được nha, không không có lỗi nha. Xuống dòng vẫn được. Đó. Xuống dòng này nó xấu xấu ta. Đó. Rồi thì sao nữa? Thì ký biến cao cộng cộng. Cao. Ok ha. Hết cái chỗ này, cái chỗ này ít nha các bạn. Xuống dưới, xuống dưới. Xuống dưới đâu? À chưa đó. Mình green green F. À. Mảng, mảng có phần trăm D. Mình có phần trăm D ký tự nguyên âm, ký tự nguyên phẩy âm qua bên kia phẩy cao này. Cao à, biến cao đó ha. Ok các bạn ha, thì đây là cái if nè, đây là xuất ra nè, mảng có bao nhiêu ký tự nguyên âm đúng không. Rồi nhưng mà cái code này đầy đủ chưa, nhìn lại cái coi mình thấy còn thiếu thiếu cái gì đó. Thiếu này dẫn tới là sai luôn á. Mấy em nhìn thử coi. Em xin. À cao bằng không à. À đúng rồi, đó chính là khởi khởi tạo cái biến đếm các bạn ha. Biến đếm biến tổng rồi đó, nhớ khởi khởi tạo bằng không. Khởi tạo ở đâu? À, ở trên đây luôn hả? Dạ. Ok, cái khao này mình khởi tạo bằng không thì mình khởi tạo ở trên đây cũng được các bạn ha, hoặc là mình khai báo ở đây rồi mình bắt đầu trước khi đếm á, thì mình khởi tạo ở đây cũng được, cái nào cũng được nha, ở đây cũng được hoặc là khởi tạo ngay đây cũng được. Thì trong tình huống này thì khởi tạo ở đâu cũng được, những tình huống khác thì có thể là sẽ khác, nhưng tình huống này thì ở đây cũng được, ở đây cũng được. Rồi ok ha. Rồi vậy là xong hả bạn, ổn rồi đó, mình thấy vậy là ok. À, cuối chương trình thì có free đó. Rồi đó xong rồi, chạy chương trình ha. Mà nhập khoảng tầm 10 ký tự đi thì nhiều chút. Ủa nó bị gì em, sao sao tự nhiên thầy à nó trôi. À, sao thầy nhập một cái ký tự nó bị trôi vậy? Thì cái đó là hiện tượng bị trôi, các bạn nhớ không các bạn? Yeah. Hồi xưa lúc mình học các bạn, à, cái bài trước á, cái bài trước đây mình đã từng đụng rồi đó. Đó là cái tình huống bị trôi các bạn ha. Thì nó nằm ở trong cái bài số 7. Đúng không ta? Đó đúng rồi ha. Thì trong cái bài tuần 7 nè, mình có vấn đề về bị trôi nè. Thì có hai cái đối tượng có thể bị trôi mất, không kịp, không cho mình nhập á, đó là phần scanf, phần trăm c và hàm gets, đúng không? Đó, thì mình đã chỉ các bạn cái cách xử lý rồi ha. Thì mình có nhiều cái cách xử lý, các bạn coi lại cái tuần 7 này ha. Rồi, thì đối với cái bản Visual của thầy á, thì hoặc là Blocksy, Depsy á, thì nó có cách xử lý đơn giản thôi. Đó là mình bị trôi trước cái scanf phần trăm c, đúng không? Vậy phía trước cái scanf phần trăm c này, mình thêm cái gì em? Mình xóa cái bộ nhớ đệm á. Thì viết cái gì? F plus adenine. À, F plus đúng rồi, F plus nè. Hoặc là plus on các bạn, F plus hoặc là F plus adenine đúng không? Hoặc là plus on. Mấy cái version của thầy á nó chạy plus on cũng được ha. Hoặc là F plus standard input gì đó là cũng được ha. Để trước cái phần trăm xe. Vậy là xong ha. Rồi.
mấy bạn xài bản Visual cao cấp hơn á, thì sau này mình sẽ dùng những cái khác, thì các bạn nhớ coi lại cái bài giảng của tuần số 7 á, thì mình sẽ thấy ha. Ok, mình nhập khoảng 5 ký tự thôi, 5 ký tự E nè, R nè, I nè, O nè, M nè. Rồi đó, thì ở đây mình có 1 nè, 2, 3. Đó, vậy là mảng có 3 ký tự nguyên âm ha. Ok. Ok, có ai có câu hỏi gì không các bạn? Vậy là code viết khá là tốt luôn á, với lại cái quá trình mà em phân tích, em đọc cái code cho thầy thì thầy cảm nhận được em cũng khá là hiểu bài ha. Tốt. Tốt, ok. Có ai có câu hỏi gì không? Rồi, hỏi em ơi. Bạn nào hỏi hỏi đi. Bạn nhắn đó Trời, sao không 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 mở mic nói mà nhắn làm gì? Trời ơi, cố gắng mở mic nói đi. Ừ, xài switch key được không thầy? Switch key hả? Đâu? Đớt 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 đớt. Switch key. Ủa, switch key hả? Thay vì dùng if hoặc á thì mình dùng switch key. Có nha, có một cách xài switch key rất là hay luôn. Đối với cái tình huống này ha, đối với tình huống hoặc nè, có một cách rất là hay. À, em đã đề xuất á thì cho em cơ hội lấy điểm luôn là Thuận. À, em có cách nào hay không? Mở mic được không? Dùng switch key được hả các bạn? Có một cách khá là hay. Dùng switch key chỗ này khá là hay. Không dùng if. Biết không Thuận? Trả lời được không? Bạn nào biết? Ok, cho thầy một cánh tay đi. Bạn nào nghĩ ra một cái cách switch key nào hay hay đi, mình demo cho coi nè. Rồi Long Thiện. Ví dụ không xài if thì vào switch key xài sao? Dạ, nghe cái đoạn đó thì Rồi thay nguyên cái if này ha, bằng switch dạ. key ha. Ok. Bây giờ mình sẽ để bạn Long Thiện xử lý cái này coi switch. Rồi, suốt sao? Switch xuống mở mạng xuống giọng. Mình dùng là switch case. Đúng Dạ. rồi. Dạ. Rồi case. Thì suốt này là gì? Switch đó là A. À. Và học sale đúng. Sao à? Dạ. Dạ À, em. Sự bao nhiêu? chưa hình dung được đúng không? Ok, rồi có ý tưởng nhưng mà chưa hình dung được rồi. Ok, bạn khác. À, cảm ơn Long Thị. Để bạn thôi thì mình chỉ luôn ha. Đây có một cái ý tưởng rất là hay, các bạn khá là hay luôn. À, nhìn chỗ này nè, các bạn nhớ ôn lại bài switch key nha. Lâu lâu thì nhắc lại thôi. Thì cái chỗ này khá là hay luôn. À, mình chỗ này là mình sẽ để cái đối tượng là A cộng Y các bạn ha, tức là A á. Đó. Thì cái switch này chú ý nha, switch này mình chỉ so sánh bằng được thôi. Switch này AI nữa, nó bằng bằng được những cái phần tử nào đó, thì cái chỗ này là những cái ký tự là một cái hằng số là ok. Switch case so sánh bằng những cái hằng số này là ok. Rồi case. Mình thích tiết cái case nó lùi lùi vô vậy nè, mà sao không biết sao cái hệ thống nó cứ lùi cái case ra ngoài vậy. Ok. Thì chỗ này case mình sẽ cho là nháy A nè ha. Đó, nếu mà nó là A thì mình sẽ cho cái count nó tăng nữa bạn. Đó, rồi sau đó mình gọi bờ break đúng không? Đó. Cái này cái cách truyền thống thì chỉ các bạn cái hai cách. Đây cách truyền thống viết nó hơi dài bạn. Switch case mà thay cho cái if này mình thấy viết nó hơi dài. Tức là kiểm tra cái thằng này, nếu mà nó bằng cái ký tự A thì mình cũng tăng, hoặc là ngược lại mình tiếp tục mình kiểm tra nếu mà nó bằng cái ký tự gì các bạn. Cái tự e đúng không, lại tiếp tục như vậy đúng không, đúng không? Rồi mình cứ lặp lại như vậy, nhưng mà mình thấy như vậy dài dòng quá, viết dài dài quá. Tại vì làm cái if này có phải là gọn hơn không, nhưng mà đối với cái switch này mình có một cách làm thú vị hơn các bạn. Đó, cái switch này một là mình viết như vậy là sẽ tương đương với nguyên cái mớ này luôn, tức là nếu mà
nó trùng trường hợp nào á mình cũng đều tăng cái biết cao lên một thôi, gọi break là kết thúc đúng không? Nhưng mà nó không hay, thầy có một cách hay hơn, cái này làm cho vui thôi nha. Còn mình dùng cái if này đi, thầy nghĩ là gọn gàng nhất, dễ hiểu nhất rồi đó. Nhưng mà cái thầy có một cái tình huống khá là hay hay hơn, hay nhất, chỉ cho đây. Đó, thầy chơi như vậy đó các bạn. Đó. Thầy dùng cái trường hợp đặc biệt của case đó, các bạn nhớ không? AE đi case o case u đúng không? Đó, cái này là gọi là cái gì ta? Cái này là do thầy hiểu khi một cái viết một chương trình á, mình cần hai phần. Phần thứ nhất là hiểu về cái ngôn ngữ lập trình đó, thì cái này là thầy đang thể hiện là cái vấn đề thầy hiểu về cái ngôn ngữ này, thầy hiểu rõ và thầy có thể ứng dụng nó. Đó. Còn về cái phần giải thuật á, thì thật ra một chương trình phải kết hợp hai cái, một á, là về hiểu rõ ngôn ngữ, hai là hiểu rõ về giải thuật, viết được ra một cái giải thuật, cái ý tưởng để giải bài toán. Nhưng mà thật ra cái chỗ này chả có gì giải thuật hết, cái này chẳng qua là liên quan phần ngôn ngữ thôi. Đó, thì thầy nhớ là gì? À, nếu như cái case này á, mình để mà mình không có break á, mình không break á, thì nó nếu mà rơi vào trường hợp này thì nó không có break và không làm gì hết, không có break luôn, thì nó sẽ đi xuống dưới đây. Đó, tất cả những ông này sẽ đi xuống đây, đi xuống đây, đi xuống đây, và cuối cùng á, mình tới chỗ này. Đó, tất cả ông này ha, chúng ông nào cũng được, chúng cái ký tự nào trong những cái ông này thì tới chỗ này, thì mình sẽ có cái biến cao cộng cộng các bạn. Đó, xong, kết thúc vậy thôi. Cái ông cuối cùng mình cho cái break cũng được, cái ông cuối cùng có break hoặc không có break đều được, tại vì cái ông cuối cùng nó vô rồi á, thì không có break thì nó cũng thoát, mà có break thì nó cũng thoát, đúng không? Rồi, ok. Thường thường cái default á, là cái không cần break nếu mà có default ha, là trường hợp còn lại. Còn nếu mà không có default á, thì cái case cuối cùng á, có break cũng được mà không có break cũng được. Rồi, có break đi cho nó đúng cú pháp. Rồi, vậy thì khi mà cái AI, phần tử AI nào đó sao của A cùng Y chính là AI mà bằng một trong những cái ký tự này, thì chắc chắn nó sẽ chạy to, nó chạy tới đây các bạn, và nó cũng sẽ tăng cái biến khao lên một, và sau đó nó break, nó thoát khỏi cái switch này các bạn. Các bạn thấy không? Nhìn cái này nó cũng vui vui ha. Nhưng mà thật ra cái if này thì cho nó dễ hiểu rồi. Còn cái switch này thì nhìn nó vui vui. Đó. Rồi sau này các bạn nhìn viết thấy nó dài dòng quá, các bạn có thể xóa nó đi. Các bạn để chung nó một dòng ở trên đây thôi cho nó dễ nhìn. Đó, như thế này. Ha. Tại vì mình enter xuống dòng cũng dễ, mà mình để ở trên cũng được các bạn. Mà cái này mình để ở trên một dòng luôn cũng được. Hoặc là mình để thành hai dòng đi. Một dòng 3, một dòng 2 đi. Đúng không? Đó. Đó, vậy thôi. Ok không mọi người? Nha. Cho nó ngắn lại. Còn các bạn thích thì enter xuống cho dễ nhìn. Còn các bạn hiểu rồi, các bạn cứ để nó nhích ở trên đây chả sao. Rồi. Rồi ok ha. Rồi chạy chương trình coi. Rồi, cũng nhập một khoảng 5 phần tử đi. E A Q U M enter. Đó. Thì nó cũng vẫn đếm ra được cái gì. Không. Cứ rơi vào trường hợp nào thì chắc chắn nó cũng sẽ chạy, nó chạy tuột luột xuống dưới đây hết. Nếu là rơi trong 105 ông này thì nó chạy tới đây và nó sẽ tăng cái biến khao lên. Đó, thì ở đây mình sẽ có biến E, biến U là có hai nguyên âm, đúng không? Thôi, viết như vậy cho các bạn dễ nhìn. Đó. Vậy đi, cho dễ nhìn ha. Rồi. Đó, đó một cái cách mà ứng dụng switch case. Đó. Nhưng mà thôi, cái bài này thì nghĩ là dùng if là cho nó đơn giản, cứ o hoặc như vậy thì nó ok hơn. Lúc nãy em bị cứng chỗ chữ chứ em cũng dùng lệnh break như thầy á thầy. Ồ ghê vậy luôn hả? Giỏi vậy? Ok, nhà thông thiện. Ok. Rồi. Đó, cái này người ta gọi là hỏi về hiểu rõ về ngôn ngữ nè. Thì các bạn nhớ học lại những cái video bài giảng của thầy. Trước giờ thầy giảng nó đều có ý nghĩa hết, không phải là giảng cho vui đâu. Nên các bạn cố gắng có gì coi ha. Rồi. Ok, thì bây giờ tiếp theo á. Tiếp theo á thì thực